Sau đây tôi sẽ bảo mọi người cái cách mà chúng ta sẽ hiệu chỉnh cái lan can này để nó thành các kiểu lan can khác nhau. Ví dụ tôi lấy lan can này, lan can RL1 này làm gốc để mà tôi làm thành cái lan can RL2 này. Các bạn chọn vào đây này. Các bạn edit file thì nó có một mục ở đây. Các bạn có thể mở preview để các bạn xem. Đây. Thì nó có một mục ở đây là mục là rail structure. Rail structure này ấy, thì là nó sẽ là các cái thanh nằm ngang này. Thì ví dụ như ta insert là một này, hai này, ba này, đấy, amply. Bạn sẽ thấy nó đều trùng nhau ở đây không? Ví dụ tôi chọn đây kích thước đây là 200, 400, 600, đúng không? Amply, bạn thấy không? Chúng ta insert tiếp vào đây, bạn để cho 800. Thấy không? Đó, thì tất cả những cái phần cao độ này là up down, các bạn có thể là sắp xếp nó up down, có thể là delete nó lên hoặc có thể duplicate nó lên, mọi người thấy không? Và mọi người có thể sửa tên ở đây này đó. Thì các đây là kích thước, còn đây là offset. Offset thì ví dụ như cái thanh này offset, nó có thể offset ra và offset vào. Ví dụ như thanh này đây đây 600, 800, ok. Hoặc chúng ta phải sửa lại này, rail một này, rail hai này, rêu 3, rêu 4 này, ví dụ tôi chọn đây là 200 này, 400 này, 600 này, 800 này. Đấy. Thì ví dụ như chúng ta chọn đây, ví dụ offset ra đây, thanh này ví dụ offset ra tầm khoảng là 200 này, heavily. Thì các bạn sẽ thấy nó offset sang bên phải là 200 không? Còn nếu các bạn muốn đây là trừ, thì đánh dấu trừ đằng trước, thì nó offset vào ở bên đây trái là 200. Có hiểu không nhỉ? Thì cái thanh này nó có thể là hàn chập ở đây ấy, không hiểu không? Nó có thể hàn chập vào hoặc là không, hoặc không, ok. Còn đây là các profile là tiết diện của từng thanh này một, không hiểu ý tôi nhỉ? Còn đây là vật liệu cho từng thanh một thì ok, tạm thời ok. Thì mọi người sẽ thấy thanh bên này giống thanh này chưa? Rồi đến bây giờ tôi sẽ chọn cái thanh này, thì bằng cách chúng ta sẽ chọn là chúng ta sẽ tạo cái profile new family này. Cái này thì các bạn quá quen thuộc rồi đúng không? Magic profile đây. Đây, tôi lấy điển hình là tôi vào line này, tôi vẽ một cái profile ví dụ như là tôi lấy là nhỏ thôi, 10 chẳng hạn. Tôi Ctrl S lại. Tôi lưu đây. Một family, tôi lưu đây là rail structure. Một xem lại load it to project vào đây, tôi chọn đây edit file thì vào đây mọi người sẽ thấy ở đây nó default đây. Ví dụ tôi chọn là rail structure một này, ok, mọi người sẽ thấy thanh nào đúng không? Còn nếu mà chúng ta muốn hàn chập chúng ta có thể offset ra, offset vào nhé. Thì nếu mà chúng ta muốn offset ra, ví dụ thanh này offset ra, offset vào, các bạn có thể đặt mặt cắt section này, các bạn chọn là detail thôi, là mặt cắt nhỏ này, mặt cắt chi tiết này. Thì các bạn sẽ biết là ví dụ các bạn muốn offset ra bao nhiêu thì các bạn chỉ cần dim, dim làm sao dim từ kích thước khoảng này ra đến khoảng này là nó offset là bao nhiêu, nó là 35 này, có hiểu không? Ví dụ sang trái sang phải hàn chập vào đây, hiểu chưa? Chứ nó không đi qua, nó không phải cắt nhảy nữa. Thì đấy là tùy mọi người. Còn ví dụ tại cần cần gì phải join, nó tự join luôn mà. Nếu như này nó tự join này. Vào file này. New family. Ví dụ như đây các bạn sẽ có đây hoặc là cái thanh này nó có sẵn này chẳng hạn. Đây. Các bạn vẽ bằng một cái hình khác này. Tôi chọn đây là Polygon đây chẳng hạn, 4.5 này, cái can cho nét, có chết rồi, xếp S lại, nha tôi đang lấy này, tôi chọn đây là rail 2 đi, xếp lại, rồi, load into project vào dự án này. Thì khi đấy các bạn nhìn trên 3D này, bạn chọn này, edit này,
Các bạn chọn đây, các bạn chọn vào thanh rail structure này, cái này các bạn chọn là gì? Rail 2 này. Rồi cái này các bạn lại chọn là rail 1 này, rồi cái này các bạn lại chọn là rail 2 này. Các bạn thấy là nó có thanh hexagon, thanh nhỏ này, đúng không? Thanh dày này, và vật liệu đây chúng ta có thể đặt được vật liệu theo màu sắc hay theo cái gì mà chúng ta mong muốn. Rail structure này đặt theo từng thanh một nhé. Đây, ví dụ như này. Tôi chọn này. Tiêu D6 rồi. Tôi chọn lên mới đi. Bảy linh một là steel rail structure một chẳng hạn, ví dụ như này. Tôi chọn xong bảng này, bạn chọn đây những cái này các bạn quen rồi đúng không, và material này các bạn chọn cho tôi ví dụ như là màu đỏ đi. Ok, mọi người sẽ thấy đây Atlantic mọi người sẽ thấy nó màu đỏ chưa, đúng không? Thì từng cái thanh này một chúng ta có thể đặt vật liệu cho nó thoải mái. Mà đây tôi lại đắp đi kết lên, tôi chọn đây là view structure 2, đây sẽ là số 2, chọn nó bảng này material đây, các bạn chọn là metal nha. Đấy, các bạn chọn màu gì, màu xanh này chẳng hạn. Ok, anh sẽ thấy màu xanh nhau đúng không, cập nhật tất cả các phần này. Đấy, chọn này, các bạn để chọn này can chôn xế. Đấy, hoặc là ngược lại nhỉ? Chọn thật cái này can chôn xế, Ctrl V. Mọi người thấy không? Đỏ xanh này, sau lại xanh đỏ này. Mọi người thấy chưa? Đấy thì tôi có thể đặt được cái lan can này nó theo màu sắc, thì hai cái này có giống nhau không? Hoàn toàn giống nhau mà. Đúng không? Đó. Thì đây người ta gọi là thanh rail structure nhá. Ok.